Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 104. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tổng hợp NH3. Bài mã số ID 104 này là bài cho các bạn điểm, nó có mô típ sẵn rồi. Vì thế các em rèn luyện nhiều chúng ta sẽ phản xạ tốt hơn. Thứ nhất là hỗn hợp đầu tiên thầy có nitơ và hiđro, mà trung bình bằng 8,5. Thầy dùng đường chéo và thầy tìm ra tỷ lệ mol là 1/3. Do đó thầy phương pháp chọn chất là chọn 1 mol và 3 mol. Vậy hỗn hợp ban đầu tổng của nó là 4 mol. Thực hiện phản ứng thì thu được hỗn hợp, thu được mở trung bình của thầy là 13,6. Đề thi yêu cầu là tính hiệu suất tổng hợp NH3, tức là chúng ta phải tìm ra số mol nitơ phản ứng chia số mol nitơ ban đầu là ra. Ok, thì nitơ ban đầu biết rồi, chỉ cần tìm nitơ phản ứng là xong. Thứ nhất là đề thi này cho khối lượng, cho m trung bình, thầy nghĩ đến bảo toàn khối lượng. M hỗn hợp A sẽ bằng m hỗn hợp B. Kết quả thầy có là 4 nhân với 8,5 bằng m của B chia cho 13,6, ra số mol là 2,5. Có số mol là 2,5, có số mol là 4. Vậy thầy dùng quan hệ mol, số mol khí giảm bằng NB trừ NA. Thầy có là 4 trừ 1,5 sẽ bằng 2 lần số mol nitơ phản ứng. Kết quả nitơ phản ứng tìm ra là 0,75 mol. Hiệu suất tính theo liter hoặc hiđro đều được, bởi vì hai cái này tỷ lệ của nó là vừa đủ luôn. Vậy hiệu suất thầy tính theo liter sẽ bằng 0,75 bằng số mol phản ứng chia ban đầu là 1 nhân 100. Kết quả là 75%. Đáp án thầy có là D.